Tôi thừa nhận rằng là anh rất giỏi trong việc phân tích nhân vật. Tôi đọc cuốn sách của anh Hạ thì có khá nhiều đoạn mà tôi vào rằng là ôi tả như thế này thì có nghĩa rằng là mình đã từng gặp những người phụ nữ mà họ thích một anh chàng, tức là thích mình, thì cũng có những thứ để nghĩ này, tại sao mình biết nhìn tao quay rồi. Và ví dụ như là khi cô nhân vật tôi gặp anh Châu anh Châu ở trong cuốn trong cuốn sách của anh Hạ thì có những rất nhiều cái biểu hiện, tôi bảo là đấy đều là một cái biểu hiện mà tôi cũng đã từng gặp, nhưng mà lúc ấy tôi không biết rằng là người ta thích mình, cho nên tôi